Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng ra công điện yêu cầu các địa phương bảo đảm người dân có nhu cầu về quê được đưa đón an toàn chu đáo. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 7. Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Gâm, Hà Giang. Trong phần tin thế giới, châu Á là khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất. Cảnh báo đại dịch mới do virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1314 ngày 7 tháng 10 năm 2021 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh và đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa đón về quê an toàn, chu đáo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Tại các địa phương, tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị 16, cần tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại, gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Những người dân vẫn muốn về quê cần được chủ động lập danh sách, thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê đang đi qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên chở thuận tiện nếu có người dân không có phương tiện phù hợp. Bộ Y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch trở về, hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm, hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ yêu cầu các địa phương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường, hỗ trợ nhân lực bảo đảm công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua, mỗi tỉnh đã đón hàng chục nghìn người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Phần lớn người dân tự phát về quê là lao động tự do, một phần nhỏ là công nhân. Qua xét nghiệm nhanh, đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19. Sáng nay 8 tháng 10, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã tổ chức hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng thiết thực bởi trong số những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này thì có khoảng 60% là những người trúng cử lần đầu. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm kỳ Quốc hội khởi đầu của giai đoạn phát triển đất nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Chính trị đã triển khai xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, đồng thời giao Đảng đoàn Quốc hội xây dựng chuyên đề, đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, việc nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng của đại biểu Quốc hội là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và mong đợi của cử tri. Các đại biểu đã tập trung trao đổi những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết nhất trước khi bước vào kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đó là kỹ năng thẩm tra dự án luật, ngân sách nhà nước và sử dụng kết quả kiểm toán về ngân sách nhà nước, kỹ năng phát biểu, thảo luận, tranh luận và trả lời báo chí tại hội trường. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Lion Rock và trở thành cơn bão số 7 trong năm 2021. Hồi 7 giờ ngày hôm nay 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật tới cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 7 sẽ gây mưa to đến rất to tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai, mùng 9 tháng 10. Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tập trung tại khu vực vùng núi các tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam. Bên cạnh đó, tuyến biển hiện còn 2 tàu của Quảng Ngãi với 11 ngư dân đang nằm trong vùng nguy hiểm. Để ứng phó với bão số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, trong đó tập trung vào giải pháp 3 tại chỗ. Tạo điều kiện cho các tàu thuyền vào trú tránh, có các cái phương án đảm bảo cho dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục tổ chức bắn pháo hiệu, thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh. Để đề nghị các tỉnh cũng tạo điều kiện và cho các cái tàu vận nai để vào trú tránh tại địa phương mình. Bên cạnh đó, các đơn vị, ban ngành liên quan cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa sung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Tại tỉnh Quảng Nam, hoàn lưu của cơn bão số 7 đã gây ảnh hưởng trong 24 giờ qua. Trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài và lượng mưa phổ biến là 200mm, nhiều nơi lên đến hơn 300mm. Hiện mực nước ở các sông đang lên nhanh, có nơi vượt lên trên mức báo động 1. Hồi 9 giờ sáng nay mùng 8 tháng 10, mực nước đo trên sông Vu Gia tại Thạnh Mỹ là 18,35m, dưới mức báo động 2 là 0,65m. Lượng mưa đo được tại Hội Khách, Ái Nghĩa, Thu Bồn và sông Tam Kỳ ở dưới mức báo động 1. Hiện tại 17 hồ chứa vừa và lớn tại tỉnh Quảng Nam đã có 4 hồ tích đầy, 1 hồ tích trên 80%, 6 hồ tích từ 50 đến 80%, còn lại thì đạt dưới 50%. Để bảo đảm an toàn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các hồ chứa thủy lợi không tiến hành trữ nước và đồng thời chỉ đạo các công ty thủy điện trên địa bàn chủ động tính toán mực nước để vận hành phù hợp nhằm cắt và giảm lũ cho vùng hạ du. Từ chiều tối ngày hôm qua mùng 7 tháng 10, mưa lớn kết hợp cùng với chiều cường dâng cao đã khiến một số tuyến đường ở thành phố Cần Thơ ngập sâu và người dân di chuyển rất khó khăn. Mặc dù lưu lượng xe không nhiều do đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 10, mực nước trên sông Hậu lên cao 1,83m, nhiều tuyến đường trong nội ô các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy bị ngập sâu trong nước. Dự báo trong những ngày tới, mực nước đỉnh chiều trên các sông Rạch, Cần Thơ sẽ lên nhanh, kết hợp mưa lớn nên có khả năng đạt mức từ 1,95 đến 2m, xấp xỉ mức báo động 3 vào các ngày 8 và 9 tháng 10. Các khu vực trũng thấp ven sông Rạch có khả năng bị ngập do chiều cường, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Sáng nay mùng 8 tháng 10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Gâm, đoạn qua thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, khiến 4 em học sinh mất tích. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thì vào sáng ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền, ở cách chỗ bị nạn là hơn 900 mét. Trước đó, đêm ngày 5 tháng 10, tại khu vực thôn Bó Củng đã xảy ra một vụ lật thuyền sắt, khiến cho 8 em từ 16 đến 18 tuổi bị chìm, trong đó có 4 em bị mất tích. Các em học sinh này đang trên đường trở về nhà sau khi đi gặt lúa giúp một bạn trong nhóm. Thi thể 4 nạn nhân mất tích đến nay đã được khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình mai táng, theo phong tục của địa phương. Trong phần tin tiếp theo, ứng dụng công nghệ quản lý công dân trở về địa phương. Khởi tố đối tượng trốn tránh khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, những trường hợp này đều đã được đi cách ly. Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước. Tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 10 đến 11 giờ ngày 8 tháng 10, thành phố Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc mới tại cộng đồng và đều là thành viên trong một gia đình tại quận Hà Đông. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã có 758.488 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 49.254.925 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách,
không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết là đã và đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan ổ dịch với 25 ca dương tính COVID-19 tại làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Trong vòng một ngày qua, thì tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 30 ca COVID-19, trong đó 25 ca COVID-19 tại làng Hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt, 5 ca còn lại là lái xe nội tỉnh và công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trở về. Cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra, truy vết, khoanh vùng cách ly, lấy mẫu các trường hợp liên quan. Tất cả F1, F2 đều có kết quả test nhanh và RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Sàng lọc cộng đồng là 2.536 người, hiện đang chờ kết quả RT-PCR. Thưa quý vị, những ngày này thì một ngày tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận khoảng từ 4.500 đến 5.000 công dân từ các tỉnh thành trên cả nước trở về. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý dịch tễ, kịp thời truy vết trường hợp nghi nhiễm và cũng như là hạn chế tình trạng khai báo gian dối, làm giả giấy tờ tùy thân để qua các chốt kiểm soát, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai phần quản lý công dân vùng dịch dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thay vì phải kê bàn ghế để ngồi tập trung khai báo bằng giấy như trước đây, thì chỉ với một lần khai báo điện tử, người dân đã có thể dùng một mã QR duy nhất này đi qua nhiều chốt kiểm soát dịch khác nhau nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đồng thời cũng giúp lực lượng chức năng tại chốt đỡ vất vả trong điều kiện phải làm việc liên tục. Một ngày chốt thì tiếp nhận khoảng từ 2.000 đến 2.500 lượt phương tiện. Về người thì lượt người thì nó rơi vào khoảng từ 3.500 đến 4.000 lượt người một ngày. Hiện tại thì tất cả người dân đều có chung cái mục đích và chí hướng, đó là cùng quyết tâm là chống dịch. Thế nên mọi người dân đã chấp hành rất tốt về cái việc khai báo y tế. Do nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ được quy định nên Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung công tác tuyên truyền, cử cán bộ đến chốt hướng dẫn người dân thực hiện, đồng thời nâng cao nghiệp vụ của cán bộ tại chốt, bảo đảm đủ điều kiện về trang thiết bị, máy móc phục vụ việc kiểm soát. Sử dụng cái phần mềm dân cư này thì thứ nhất là tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm về chi phí, tiết kiệm về nhân lực, và cái đặc biệt nhất đó là cái việc mà tránh tiếp xúc trực tiếp khi khai báo y tế và kiểm soát công dân di chuyển qua các vùng dịch tại giữa các địa phương với nhau. Và cái việc mà hiệu quả nhất đó chính là cái việc truy vết nóng và xác định chính xác được con người, bởi vì là cái phần mềm này được áp dụng trên cái nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và cái nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đã có sẵn tất cả những cái thông tin của công dân. Các dữ liệu thông tin do công dân kê khai sẽ được kiểm tra và đối chiếu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên sẽ bảo đảm tính chính xác của thông tin và có thể chỉnh sửa nếu thông tin sai lệch. Thông tin này được thông báo về cấp phường, xã, nơi công dân đi và đến để quản lý kịp thời tình trạng sức khỏe, lịch trình di chuyển của công dân nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can một đối tượng sau khi đi từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về, thế nhưng trốn tránh và không khai báo y tế, dẫn đến làm lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thanh Hải, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Theo kết quả điều tra, Hải đi xe tải từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến văn phòng của nhà xe ở đường Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma Thuột, đã không khai báo y tế và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người. 6 ngày sau, Hải có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện thăm khám và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã xác định có 10 người ở thành phố Buôn Ma Thuột bị lây nhiễm COVID-19 từ Hải. Sau khi đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thì bị can không đến cơ quan y tế để khai báo, vì bị can nghĩ là sợ sẽ bị cách ly 14 ngày. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Hải để điều tra về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trong ngày 7 tháng 10, thành phố Cần Thơ ghi nhận 28 ca mắc mới trong khu cách ly, phong tỏa và không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Như vậy là tính từ ngày 23 tháng 9 đến nay, thì thành phố Cần Thơ đã hơn 14 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong tuần đầu tháng 10, thành phố Cần Thơ phát hiện hơn 50 ca nhiễm từ người dân ngoại tỉnh trở về từ vùng dịch và những ca này đều đã được cách ly tập trung.
Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, thành phố Cần Thơ tổ chức khám sàng lọc cho những người trở về từ vùng dịch, sau đó tổ chức cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố Cần Thơ hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tập trung 80.000 đồng một người một ngày, hỗ trợ xét nghiệm, phí vận chuyển cách ly. Người từ vùng dịch thuộc diện theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà được hỗ trợ 15 kg gạo và 500.000 đồng. Vừa qua, các chuyên gia an toàn thông tin đã tập trung đánh giá 4 quyền mà ứng dụng PC COVID yêu cầu: quyền sử dụng Bluetooth, quyền truy cập thông báo trên điện thoại cài hệ điều hành Android, quyền sử dụng camera, quyền truy cập ảnh, video, âm thanh và tệp. Cùng với khẳng định PC COVID không thu thập thông tin người dùng, các chuyên gia thống nhất rằng 4 quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu người dùng cấp đều phục vụ công tác phòng chống dịch. PC COVID hoàn toàn không khai thác vị trí của người dùng, tuân thủ các quy định của pháp luật và tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng. Trong đó, với quyền sử dụng Bluetooth, PC COVID ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Người dùng có thể chọn có hoặc không dùng chức năng ghi nhận tiếp xúc gần. Trên hệ điều hành Android, quyền sử dụng Bluetooth gắn liền với quyền truy cập vị trí thành một cụm quyền. Theo chính sách của Google, để ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ BLE, ngoài việc bật Bluetooth, cần quyền truy cập vị trí trên điện thoại. Với hệ điều hành iOS, quyền sử dụng Bluetooth không gắn liền với quyền truy cập vị trí. Song để tối ưu chức năng ghi nhận tiếp xúc gần, PC COVID vẫn cần được cấp quyền truy cập vị trí. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 đến cho những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các quy định tiêu chí về đối tượng được nhận đã rõ ràng theo các văn bản hướng dẫn của thành phố. Thế nhưng trên thực tế thì việc triển khai tại một số địa bàn vẫn đang tồn tại rất nhiều vấn đề bất cập. Và sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình Nhân dân. Đây là ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Nhiều, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Nhiều vẫn phải đi làm thuê mỗi ngày để có tiền nuôi đứa cháu gái mới sinh em bé. Rồi dịch ập đến và cuộc sống của ba bà cháu đã khó khăn, lại càng vất vả hơn bao giờ hết. Hoàn cảnh như vậy, nhưng bà Nhiều, vì một lý do nào đó, lại không có tên trong danh sách những người được nhận các gói hỗ trợ của thành phố. Người ta không có ghi tên tôi vô luôn, người ta bỏ tôi ra ngoài. Thì tôi đi lên này hỏi thì người ta nói là tôi không có hồ sơ ở đây. Thường giải thích thì bây giờ hồ sơ đó nó lạc đi rồi. Còn đây là phòng trọ của gia đình chị Thạch Thị Nữ, một người bán hàng rong, cùng ở tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Giãn cách xã hội, thất nghiệp. Thế nhưng từ đầu mùa dịch đến nay, gia đình chị Nữ cũng không hề nhận được bất kỳ một gói hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương. Hỗ trợ nghe nói ở trên có hỗ trợ xuống, nhưng mà ở cái hẻm này không có ai nhận được đồng nào hết. Cứ mỗi lần kêu đi lãnh tiền là đem giấy chứng minh tới là nói là không có tên ở trong danh sách. Vậy là mấy tháng mà nhà nước cho tiền là ở cái hẻm này không có ai có hết. Không để ai bị bỏ lại phía sau. Ai khó khăn đều được hỗ trợ. Đó là chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh khi thông qua việc triển khai gói hỗ trợ lần thứ 3 này. Thế nhưng những hoàn cảnh như gia đình bà Nhiều, chị Nữ hay là hơn 360 hộ dân nghèo đang sinh sống tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân này, dường như lại đang bị bỏ lại phía sau. Sinh sánh thì ngày 30 đến lại đây, Phó Chủ tịch bác không chịu giữ cái này. Phường không chấp nhận cái số mà 360 hộ này á, tức là mới chấp nhận có 98 hộ thôi. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm phóng viên của truyền hình Nhân dân đã liên hệ với đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tuy nhiên, lãnh đạo phường đã liên tục từ chối làm việc với lý do bận họp, không trả lời. Câu trả lời từ chính quyền địa phương vẫn là im lặng. Và người dân nơi đây thì vẫn cứ mong chờ. Hướng tới các giải pháp khôi phục dịch vụ du lịch tại tỉnh Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn hai điểm đến bao gồm FLC Sầm Sơn và khu du lịch Pù Luông để thí điểm mở cửa đón khách du lịch toàn quốc.
Theo kế hoạch, MLC Sầm Sơn và khu du lịch Pù Luông sẽ đón khách du lịch nội địa ngay trong tháng 10. Các điểm du lịch khác tại Thanh Hóa sẽ được đón khách từ tháng 11 năm nay. Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện an toàn với COVID-19 như ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng lao động, hướng dẫn kiểm tra và công bố danh sách khu điểm du lịch, đơn vị kinh doanh bảo đảm an toàn, huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất. Mục tiêu đặt ra là Thanh Hóa sẽ đón 700.000 lượt khách trong 3 tháng cuối năm. Tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch đón khách du lịch có thẻ xanh, thẻ vàng COVID trong nội tỉnh trở lại tại các cơ sở kinh doanh, đáp ứng tiêu chí an toàn với COVID-19 trong giữa tháng 10, từng bước phục hồi đối với khách du lịch nội địa trong tháng 11 và chuẩn bị tâm thế để đón khách quốc tế khi được chính phủ cho phép. Việc xây dựng lộ trình đón khách trở lại nhằm từng bước khôi phục các hoạt động của ngành du lịch, phục hồi thị trường khách du lịch đến Khánh Hòa, gỡ khó cho doanh nghiệp và người lao động, hướng tới phát triển kinh tế du lịch bền vững, an toàn trong tình hình mới. Thưa quý vị, trải qua bao thăng trầm của thời gian cùng với biến cố lịch sử, cầu Long Biên đã trở thành một trong những biểu tượng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Tuy nhiên trải qua thời gian thì cây cầu đã xuống cấp, và để bảo vệ cây cầu thì trong những ngày này nhiều hạng mục của cây cầu đang được tu sửa để khoác lên một diện mạo mới. Những ngày gần đây, hàng chục công nhân của công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đang miệt mài tiến hành sửa chữa, sơn lại 2.000 m2 lan can cầu Long Biên. Các dầm chính và phụ của cầu Long Biên bị han rỉ ở các khớp nối cũng được tiến hành sửa chữa và sơn lại để chống tác động ăn mòn của môi trường. Chia thành 3 tổ, mỗi tổ lại một đoạn. Xong người thì đánh rỉ, cọ rỉ sạch, người thì đi sơn đỏ. Mục đích sơn sửa cầu Long Biên lần này là bảo vệ gia cố những vị trí mất an toàn và bảo đảm kết cấu cầu có tuổi thọ cao hơn. Việc sửa chữa không làm ảnh hưởng nhiều đến các phương tiện lưu thông trên cầu. Với người dân Hà Nội, cây cầu trăm năm tuổi không chỉ là công trình giao thông quan trọng mà còn là một trong những di tích lịch sử mang tính biểu tượng của thủ đô. Cầu này bây giờ là đã cũ rồi, bây giờ mọi người sơn lại lên thì trông nó đẹp và chắc chắn hơn, mọi người đi cảm thấy an toàn hơn. Tôi rất hay đi qua cầu này thì tôi cảm thấy là việc sửa sang và trang trí lại cầu rất là phù hợp. Dự kiến, việc duy tu cầu Long Biên cơ bản sẽ được hoàn thành trong tháng 11 năm nay. Người dân vẫn có thể di chuyển một cách bình thường trên cầu Long Biên. Do việc thi công chỉ chủ yếu tập trung ở lan can cầu nên không làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tối ngày 7 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức là sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang và qua đó thì tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Sau nhiều tuần tranh luận giữa các đảng, dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang đã được Thượng viện Mỹ thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Theo đó, tăng mức trần nợ công 28.400 tỷ đô của Mỹ hiện nay thêm 480 tỷ đô la. Dự luật tới đây sẽ được chuyển xuống Hạ viện, nơi dự kiến sẽ dễ dàng được phê chuẩn. Tuy nhiên, dự luật sẽ chỉ có hiệu lực đến ngày 3 tháng 12, ngày mà ngân sách cho hầu hết các chương trình liên bang cũng hết hạn. Như vậy, trong 8 tuần tới, Quốc hội Mỹ sẽ phải giải quyết thách thức kép là vừa phải nhất trí về kế hoạch chi tiêu công cho đến tháng 9 năm 2022, bao gồm từ các chương trình giáo dục và đối ngoại đến quỹ để thực thi các biện pháp nhập cư và an ninh sân bay, vừa tìm cách tránh nguy cơ vỡ nợ. Đến sáng ngày 8 tháng 10, thế giới có trên 237,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó thì có hơn 4,84 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19, với trên 76,69 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, thì số ca mắc mới ở khu vực này đang cho thấy xu hướng giảm và các nước dần tiến tới nới lỏng các biện pháp giãn cách. Indonesia có thể giảm thời gian cách ly với du khách quốc tế xuống còn 5 ngày. Nước này dự kiến sẽ thí điểm mở cửa du lịch với du khách từ 6 nước đến đảo Bali từ ngày 14 tháng 10 tới đây. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia ông Ismail Sabri cũng khẳng định nước này đang áp dụng các quy định linh hoạt trong việc cấp phép nhập cảnh. Ngoài ra, chính phủ Malaysia cũng đã ký thỏa thuận mua 150.000 liều thuốc điều trị kháng virus Monopiravir nhằm chuẩn bị cho giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu.
Còn tại Campuchia, số ca mắc mới COVID-19 trong 7 ngày liên tiếp đầu tháng 10 này đã giảm còn khoảng 200 ca một ngày so với mức 800 ca một ngày ghi nhận trong 7 ngày cuối tháng 9 vừa qua. Đây có thể được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở nước này. Lào cũng đã bắt đầu cho phép các nhà máy may đáp ứng đủ tiêu chuẩn phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại sau khi ghi nhận số ca nhiễm có xu hướng giảm tại thủ đô Viên Chăn. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu mới đây khi tới thăm bang Illinois khẳng định yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đã trở thành cần thiết và là một công cụ hiệu quả nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, thông báo quy định tiêm chủng bắt buộc mà ông đưa ra đã khuyến khích các doanh nghiệp cảm thấy họ có thể đến và yêu cầu nhân viên của họ điều tương tự. Chính vì vậy, hiện có nhiều người hơn đang được tiêm chủng cũng như đang được cứu sống. Một phân tích của Nhà Trắng được công bố cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đã tăng hơn 20% ở các công ty, cơ sở giáo dục, hệ thống y tế và các cơ quan khu vực công yêu cầu nhân viên đi tiêm chủng. Theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận, nhiều người dân Mỹ ủng hộ yêu cầu tiêm vaccine. Ông Biden lưu ý rằng sinh viên và nhân viên y tế đã được yêu cầu trong nhiều thập kỷ qua phải tiêm một số mũi vaccine nhất định, và ông cho rằng chỉ có một tỷ lệ nhỏ người lao động từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19. Các quốc gia có thể phải đối mặt với một thách thức mới trong tương lai, đó là sự xuất hiện của một loại virus có tên gọi là SARS-CoV-3 lây truyền từ người trở lại rơi. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố của một trường y khoa thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Tại hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Y tế Công cộng Kỹ thuật số ASEAN, chuyên gia từ trường Y khoa Duke thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết, hầu hết các nhà khoa học tin rằng chủng ban đầu của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 tồn tại ở loài rơi châu Á. Sau đó, virus truyền sang một động vật trung gian trước khi lây nhiễm sang con người. Nguy cơ là virus này sau đó có thể dễ dàng truyền từ người trở lại động vật và đột biến. Một trong những đột biến của virus có thể trở thành SARS-CoV-3. Theo chuyên gia, các nước cần có sự chuẩn bị cho sự bùng phát đại dịch mới. Đặc biệt, các biện pháp cảnh báo sớm cần được tăng cường. Khi có những ca mắc bệnh nghiêm trọng và bất thường tại phòng chăm sóc đặc biệt hoặc các phòng khám địa phương, đó có thể là dấu hiệu xuất hiện một loại virus mới. Tối qua ngày 7 tháng 10, trận động đất mạnh 5,9 độ đã làm rung chuyển khu vực Tokyo, khiến hơn 20 người bị thương và nhiều hành khách bị mắc kẹt trong bối cảnh giao thông bị gián đoạn. Trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 41 phút ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, được ghi nhận ở mức 5 trên thang 7 cấp độ địa chấn của Nhật Bản ở các khu vực của Tokyo và tỉnh Saitama, với tâm chấn trận động đất tại khu vực phía tây bắc tỉnh Chiba ở độ sâu khoảng 75 km. Ban đầu, cơ quan khí tượng Nhật Bản xác định cường độ của trận động đất là 6,1 độ Richter, nhưng đã điều chỉnh giảm xuống 5,9 độ Richter vào sáng sớm ngày hôm nay 8 tháng 10. Hơn 20 người đã bị thương ở Tokyo và các tỉnh xung quanh, trong đó có một nữ hành khách bị ngã và đập đầu khi một đoàn tàu đột ngột dừng lại. Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida đã cho thành lập ngay lập tức lực lượng đặc nhiệm để ứng phó với trận động đất trong tối ngày 7 tháng 10. Cũng trong ngày 7 tháng 10, cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết những cơn mưa xối xả đã làm mực nước các con sông dâng cao, gây ngập lụt nhiều nhà cửa và các trang trại ở 8 trên 10 bang của Nam Sudan. Ít nhất 623.000 người dân đã bị ảnh hưởng, buộc phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng cano và thuyền để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập. 2/3 người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng có nguy cơ đói kém do giá lương thực tăng vọt 15% kể từ tháng 8. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.